xin giới thiệu, đây là dàn mini model là Onco X7. Dàn này full chức năng, gồm có CD và MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn hỗ trợ ngõ out X, kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình ghim vào ngõ in giúp em. FM của dàn là 108 bắc full Đài Việt Nam, cắm anten vào đây để nghe radio. Hỗ trợ ngõ sub out để kết nối sub đường rời, tăng dãy âm trầm. Và ngõ optical in out, mình dùng dãy mã DC, dãy mã 24 bit, trực tiếp trên âm ly, không cần đĩa mồi. Mình lấy dây optical một đầu ghim vào ngõ in trên âm ly và ngõ out trên Max TV. Phía trước chuyển ngõ về digitas là mình đã dãy mã xong nha. Công suất của âm ly là 48W, hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 2.2. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn càng trung dài thì liên hệ em. Công suất của loa là 70W một thùng, 140W trên cặp loa. Đây là tổng thể mặt sau của loa và của cả bộ dàn. Chiều cao loa là 27cm, chiều ngang cả bộ dàn là 52cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 m². Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V nha. Em xin nhắc lại, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Bát của loa là 13cm, chớp đơm. Mặt dàn là phê nhôm. Bên em có bán khiển học, mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Có bán đĩa MD, bán đĩa CD, nhận chép nhạc theo cầu. Các anh vui lòng gửi tên bài hát hoặc là tên ca sĩ hoặc là cái link YouTube nào mà mình cần chép gửi vào Zalo. Em sẽ chép theo đúng ý thích của các anh vào đĩa MD cũng như CD nha. Số điện thoại liên lạc bên em là 0931008099, các anh gửi đến số này để em tư vấn hoặc nhắn tin vào Zalo vẫn là số này luôn nha. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, các anh nhận hàng tại nhà. Mua dàn này thì cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu mình chuyển đủ 100% thì em sẽ tặng cho mình đĩa MD chép nhạc theo cầu hoặc dây kết nối điện thoại tùy các anh chọn quà tặng nha. Bây giờ em sẽ test nhạc qua đĩa MD trước, rồi sau đó sẽ tới là CD và em kết thúc luôn clip. CD. Em đã test chức năng optical dãy mã, nghe nhạc trẻ đó nè. MD qua tiếng hát ca sĩ Thanh Tiền và cuối cùng là CD qua tiếng hát ca sĩ Nam Nguyên. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em. Em có nhận gắn thêm Bluetooth vào trong âm ly. Các anh có nhu cầu gắn Bluetooth á thì cứ liên hệ 0931008099 để em gắn Bluetooth cho mình. Mơ tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ, tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ, chiều một mình đi phố hồn không nắng không mưa, tôi muốn quên em nhưng ngày đời ưa giàu sang, tôi muốn yêu thua bạc vàng, tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn, làm sao?